Nhớ ơn tiên tổ cao dày, nhờ ơn có tổ như cây có cành. Ơn tiên tổ vun trồng công đức, dòng họ Vũ dòng dõi Trâm Anh. Ngày nay nước tiếng thơm xanh, ơn ai vun sới cho cành nở hoa. Những con người họ Vũ quê ta rạng đời, đức tiếng gần đi xa. Rạng rỡ nghi nghiệp mi nhà, xanh màu con cháu noi gương cho dòng họ, họ Vũ vạn thọ vô cương. Đất kia ai xới lên xanh, cho cây đơm nụ cho cành nở hoa. Hướng về đất mẹ quê cha, cội nguồn tiên tổ cho ta nên người. Họ Vũ tỏa khắp muôn nơi, có công dựng nước rạng ngời tổ tiên. Từ khắp mi trăm mi miền, cháu con Bắc Nam đoàn viên, đoàn viên. Từ khắp mi trăm mi miền, dòng dõi Trâm Anh trẻ già trai gái trên dưới một lòng về dâng tổ tiên, nguyện thề tiếp nối dựng với cha ông. Chung sức nghi chung nghi lòng, dâng lên khúc ca mừng công, mừng công. Chung sức tổ đường bài yết ghi danh góp phần rạng rỡ non nỉ sông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể đại hội, lời đầu tiên cho phép tôi, Vũ Huy Tùng, là người con của dòng họ Vũ Huy đến từ Thượng Trì, Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành, xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, chúc đại hội của chúng ta thành công, đại thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể đại hội, dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh nói chung và dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành nói riêng đã có nhiều hoạt động tích cực tạo kết nối các dòng họ, tăng cường mở rộng giao lưu đoàn kết, tinh thần đoàn kết các dòng họ cùng hướng về dòng tộc và đức thần tổ ngày càng được nâng cao và hoàn thiện. Dòng tộc vô đức thần tổ ngày càng thiêng liêng, ý nghĩa cao quý. Kính thưa các vị đại biểu, để mở đầu chương trình đại hội, xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể đại hội chương trình văn nghệ chào mừng với nội dung chủ đề Tinh Hoa Vũ Tộc, Tự Hào Vũ Võ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón xem. Oh,
dòng máu đang hồng. Thank you.
lần nữa xin chân thành cảm ơn đoàn và ủng hộ của quê nhà. Yeah.
Thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, màn múa những cô gái trên quê hương Quan Họ đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành lần thứ 3 nhiệm kỳ 2024-2029. Xin được chân thành cảm ơn. Chào to chào. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đại hội, thay mặt ban tổ chức đại hội về dự đại hội hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi được kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp, xin chân thành cảm ơn. Kính thưa đại hội, chào mừng đại hội đại biểu Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp. Thực hiện nghị quyết của đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ Thuận Thành nhiệm kỳ 2019-2024 hòa chung với tinh thần tôn chỉ của dòng họ xây dựng trên nền tảng giá trị cốt lõi nhân và trí nhằm củng cố tăng cường khối đoàn kết trong dòng tộc, xây dựng phát triển dòng họ Vũ Võ nói chung và thị xã Thuận Thành nói riêng. Với nguyên tắc hoạt động tự nguyện, dân chủ, đoàn kết, đồng thuận và gìn giữ kỷ cương danh dự, nhân phẩm của dòng họ cũng là góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, đất nước phồn vinh, hội nhập quốc tế. Hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2024, tại Hội trường Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành mở đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029 để đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2 năm 2019-2024, xây dựng phương hướng nhiệm kỳ 3 năm 2024-2029, bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 để tiếp tục hoạt động xây dựng dòng họ Vũ Võ. Đặc trưng đó là nhân trí truyền gia, thắm tình đồng tộc. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa đại hội, về dự đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành hôm nay, rất vinh dự cho đại hội được các đoàn đại biểu, các ông bà đại diện cho các đơn vị
đã về dự đại hội. Thay mặt ban tổ chức đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu, đón chào một đoàn hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, có ông Vũ Quốc Hội, phó trưởng ban thi đua khen thưởng của hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam. Hai là ông Vũ Tiến Lượng, Vũ Đăng Huấn, ban thi đua khen thưởng dòng họ Vũ Võ Việt Nam. Tôi xin trân trọng giới thiệu và đón đoàn đại biểu, chào đón đoàn đại biểu hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh. Một là ông Vũ Hồng Dương, ủy viên thường trực, trưởng ban truyền thông hội đồng Vũ Võ Việt Nam, chủ tịch hội đồng Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh làm trưởng đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Ngọc Oánh, phó chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh. Ba, đại tá phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Thường, phó chủ tịch hội đồng Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh. Bốn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quang Bình, ủy viên ban chấp hành hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, phó chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh. Tôi xin trân trọng giới thiệu và chào đón đoàn đại biểu thành phố Bắc Ninh, ông Vũ Cao Hội, thường vụ hội đồng Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh, chủ tịch hội đồng Vũ Võ thành phố Bắc Ninh. Xin trân trọng giới thiệu ông. Tôi xin trân trọng giới thiệu và chào đón đoàn đại biểu huyện Gia Bình. Một là ông Vũ Quốc Tập, ủy viên thường vụ hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh, chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Gia Bình. Hai là ông Vũ Xuân Chiến, ủy viên thường vụ hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Gia Bình. Tôi xin trân trọng giới thiệu và chào đón đoàn đại biểu huyện Lương Tài. Một là ông Vũ Ngọc Hòa, phó chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh, chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Lương Tài đã về dự. Cùng đi với đoàn, hai là ông Vũ Huy, ủy viên hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh, phó chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Lương Tài. Tôi xin trân trọng giới thiệu và chào đón đoàn đại biểu huyện Quế Võ. Một là ông Vũ Xuân Ích, phó chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh, chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Quế Võ làm trưởng đoàn. Hai là ông Vũ Văn Tuyến, phó chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Quế Võ. Ba là ông Vũ Văn Xuân, phó chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Quế Võ. Bốn là ông Vũ Văn Độ, ủy viên ban chấp hành dòng họ Vũ Võ thị xã Quế Võ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào. Tôi xin trân trọng giới thiệu và chào đón đoàn đại biểu Yên Phong. Một là ông Vũ Văn Hòa, chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Yên Phong làm trưởng đoàn. Cùng đi với đoàn, ông Vũ Văn Chiến, phó chủ tịch, ông Vũ Ngọc Duy, phó chủ tịch, ông Vũ Văn Thường, Văn Trường, phó chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Yên Phong. Tôi xin trân trọng giới thiệu và chào đón đoàn đại biểu lãnh đạo địa phương tại sở tại của đại hội chúng ta ngày hôm nay, đại biểu hội đồng nhân dân, đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Hoài Thuận. Một là ông Vũ Đình Hiếu, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hoài Thuận. Hai là ông Ngô Phú Hoan, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Hoài Thượng. Ba là ông Đỗ Trọng Lộc, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã Hoài Thượng. Bốn là ông Vũ Huy Duẩn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hoài Thượng. Năm là ông Hồ Văn Thuyên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hoài Thượng. Sáu là bà Đình Thị Vinh, chủ tịch hội phụ nữ xã Hoài Thượng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu của lãnh đạo thôn Thượng Trì, ấp Nguyễn Bá Huỳnh, Nguyễn Kim Sáng, Nguyễn Văn Tiệp. Xin mời các đại biểu ra nhiệt liệt chào mừng.
Tiếp theo là xin chào mừng đoàn đại biểu đại diện cho các dòng họ của thôn Thượng Trì, thì có hai thôn Thượng Trì làng, có các ông Nguyễn Bá Lũy, Nguyễn Hữu Trờ, Nguyễn Huy Bốn, Nguyễn Bá Mỹ, Nguyễn Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Doanh, và đoàn đại biểu đại diện các dòng họ thôn Thượng Trì ấp gồm có các ông Nguyễn Thượng Phương, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Đình Khôi, Đặng Văn Cường, Nguyễn Ngọc Phượng, Dương Văn Quyền. Xin đại hội ta chúc mừng. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu từ các đơn vị, các xã phường của trong thị xã Thuận Thành đã về dự đại hội đông đủ. Đoàn đại hội của chúng ta hôm nay có gần 150 đại biểu đã về dự, đề nghị đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị quý khách, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội, theo quy trình nguyên tắc của đại hội chúng ta bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký để duy trì và điều khiển đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Theo dự kiến của hội nghị ban thường trực ban chấp hành dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành ngày 28 tháng 8 năm 2024 nhiệm kỳ 2019-2024 họp và đã dự kiến của ban tổ chức đại hội, dự kiến của ban chấp hành cũ đại hội chúng ta sẽ bầu đoàn chủ tịch là 5 đại biểu, đoàn thư ký là 2 đại biểu. Con người cụ thể như sau: đoàn chủ tịch gồm 1 là ông Vũ Đăng Cam, 2 là ông Vũ Đăng Lực, 3 là ông Vũ Viết Yên, 4 là ông Vũ Huy Quyết, 5 là ông Vũ Viết Hoan. Đoàn thư ký gồm 2 ông, 1 là ông Vũ Văn Sáu, 2 là ông Vũ Khắc Đản. Xin ý kiến đại hội về số lượng và con người cụ thể ta biểu quyết một lần, nếu ai nhất trí thì ta cho biểu quyết. Xin mời đại hội. Vâng, xin mời. Nếu ai không nhất trí và có ý kiến khác, xin mời đại hội. Không có ý kiến khác và không có. Xin chân thành đại hội. Xin chân thành cảm ơn và xin mời đoàn chủ tịch và đoàn thư ký lên làm việc và điều khiển đại hội. Tiếp theo chương trình của đại hội, với sự phân công của đoàn chủ tịch, xin được mời các đại biểu đã về dự với đại hội và có những lẫn hoa tươi đẹp và sẽ đến tận hoa chúc mừng đại hội.
tiếp theo chương trình, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin thông qua cái quy chế của đại hội. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, ban tổ chức đại hội hôm nay về dự đại hội đại biểu hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành, tôi đề nghị các đại biểu thực hiện tốt cái nội quy trong đại hội. Tiếp theo chương trình để điều hành đại hội, và tiếp theo chương trình đến chương trình là khai mạc đại hội. Xin mời ông Yên thay mặt đoàn chủ tịch lên khai mạc đại hội. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị khách quý, kính thưa đại hội, hòa chung khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày cách mạng tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 năm 2024. Được sự nhất trí của lãnh đạo Hội đồng dòng họ tỉnh Bắc Ninh, trong một thời gian rất ngắn, Hội đồng dòng họ thị xã Thuận Thành đã khẩn trương chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm và nhiệt tình với dòng họ cả về cơ sở vật chất và tinh thần. Đến hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2024, đã hoàn tất công tác chuẩn bị và long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 3 năm 2024-2029, địa điểm tại Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Lời đầu tiên, thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý và cùng đại biểu có mặt hôm nay lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội đại biểu họ Vũ Võ lần thứ 3 lần này có khoảng 150 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 bà con ở các địa phương và các chi họ Vũ Võ trong toàn thị xã Thuận Thành. Kính thưa đại hội, về dự đại hội với họ Vũ Võ còn có các chi họ, các dòng họ khác trong huyện, mang đến cho đại hội một luồng gió mới, cởi mở, thân thiện, đoàn kết giữa các dòng họ. Đây cũng là nguồn cổ vũ động viên lớn đối với chúng tôi. Kính thưa đại hội lần này nhằm tổng kết đánh giá những kết quả, những việc làm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của các chi họ, cũng như những hoạt động của Hội đồng dòng họ trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Vậy đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ phát biểu ý kiến vào mấy nội dung sau đây. Một, xây dựng củng cố tổ chức kết nối dòng họ. Hai, xây dựng nhà thờ mộ tổ các chi họ. Ba, hoạt động tình nghĩa của các dòng họ. Bốn, khuyến học khuyến tài, công tác thi đua khen thưởng. Và một nội dung rất quan trọng nữa là đại hội bầu ra hội đồng dòng họ nhiệm kỳ mới 2024-2029 gồm các ông bà tiêu biểu đại diện cho các chi họ trong toàn thị xã, làm cho dòng họ ta ngày càng phát triển tốt đẹp. Với tinh thần của đại hội là cởi mở, đoàn kết, trí tuệ và nhân hậu, với những nội dung và tinh thần quan trọng ấy, chúng tôi mong rằng các đại biểu sôi nổi tham gia, đóng góp ý kiến, góp phần cho đại hội thành công tốt đẹp. Một lần nữa, thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố khai mạc đại hội đại biểu nhiệm kỳ 3 năm 2024-2029 thành công tốt đẹp. Kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý và bà con trong dòng tộc mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình của đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Đăng Cam lên báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2 và phương hướng nhiệm kỳ 3 2024-2029. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị quý khách,
cùng toàn thể bà con đồng tộc được sự phân công của đoàn chủ tịch, tôi lên sẽ báo cáo toàn bộ cái hoạt động của dòng họ Vũ Võ năm 2019 đến năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ của hội đồng dòng họ trong nhiệm kỳ tới 2024-2029. Báo cáo tổng kết hoạt động dòng họ Vũ Võ từ năm 2019 năm 2024 của thị xã Thuận Thành. Một lớn là đôi nét về cội nguồn dòng họ Vũ Võ Việt Nam. Họ Vũ là một dòng họ lớn, lâu đời trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Người họ Vũ có mặt ở khắp các tỉnh, thành cả nước, chiếm khoảng 10% dân số cả nước. Là một dòng họ trong số ít dòng họ đã xác định được nguồn gốc rõ ràng. Theo Ngọc Phả ở Mộ Trạch thì Thủy Tổ Vũ Hồn quê ở thôn Mã Kỳ, xã Long Châu, Phủ Thường Tý, Thường Châu, tỉnh Phúc Kiến. Cha là Vũ Huy thuộc dòng họ Vũ gốc Mân Việt thuộc Bách Việt Nam xưa, là một quan chức đời Đường, tức là 618 cho đến 907, nổi tiếng nhân đức thanh liêm, tuổi đã ngoài 60 mà chưa có con trai. Ông thường buồn biền, năm 800 ông cáo quan về chí sĩ, đi du ngoạn khắp nơi. Ông vốn là người tinh thông địa lý, một lần tới đất Giao Châu thuộc vùng Mạn Chuế, tức là Nam Mạn Nhuế, Nam Sách Hải Dương ngày nay, thấy một kiểu đất đẹp giữa cánh đồng mênh mông có 98 gò đất nhỏ bao quanh một gò đất lớn, đẹp tựa như 98 ngôi sao hướng về mặt trời, cửu thập bát tú triều dương. Gò đất lớn ấy là đống rơm, theo thuyết địa lý phong thủy, nếu mộ táng được ở đây thì con cháu sẽ công danh hiển hách, khoa bảng đời đời. Ông trở về Khúc Yến mang hài cốt của cha là cụ Vũ Tiên Oanh sang táng tại đó, rồi làm một căn nhà nhỏ ở lại trông nom ngôi mộ. Lúc bấy giờ ở thôn Mạn Huế có một người con gái tên là Nguyễn Thị Đức, con nhà nề nếp, chăm chỉ làm ăn, tính tình đoan trang, phúc hậu, nói năng dịu dàng. Ông lấy làm cảm mến, cậy người đứng ra tác thành hôn sự. Có lẽ do duyên trời định, gia đình cô gái nhận lời. Hơn một năm sau bà mang thai, ông đưa bà về Phúc Kiến. Ngày 8 tháng Giêng năm Giáp Thân 804 thì bà sinh con trai có quý tướng, đặt tên là Vũ Hồn, có nghĩa là hồn nhiên, ôn hòa, thông minh. Vũ Hồn khôi ngô tuấn tú, ham học, vì rất thông minh, 7 tuổi đi học, sách vở xem qua một lần đã nhớ. 12 tuổi tinh thông văn chương, 16 tuổi tức là vào năm 820 đấy thì thi đình đỗ đại khoa, được vua Đường hết sức khen ngợi cho là người tài thứ nhất trong thiên hạ, và phong hàm lễ bộ tả thị lang, sau phong lên là đô đài ngự sử, coi sóc mọi việc trong triều đình. Năm 841 đời Đường Vũ Tông, niên hiệu Hội Sư I, ông được cử về làm kinh lược sứ An Nam. Năm 843 ông từ quan do nhiều công lao. Trong 20 năm phục vụ, vua Đường cho ông được đặc ân chí sĩ. Năm đó ông mới 39 tuổi, vốn là người giỏi phong thủy nên về hưu. Ông đưa mẹ và gia đình định cư luôn ở thôn Khả Mộ, sau đổi làm Mộ Trạch, nay là xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Vũ Hồn sống nhân hậu, được nhân dân trong vùng quý mến, kính yêu như cha mẹ,
ví như mặt trăng mặt trời, suy tôn ông là tổ của quê hương, tức là hương thủy tổ. Ông mở trường dạy học cho trang dân. Ngày 3 tháng Chạp năm Quý Dậu, tức là 853, ông đang ngồi dạy học, thấy trong người khó chịu, khiếp đi mà mất, hưởng thọ 49 tuổi. Dân làng giết ông về một vò cao. Ở cánh đồng phía Bắc Đàng, vừa hạ huyệt bỗng thấy mây đen kéo đến, trời đất tối sầm, mưa như chút nước. Lát sau, trời quang mây đại, đã thấy kiến mối đùn thành một ngôi mộ lớn. Dân làng kinh hãi vội đi báo quan. Quan nói đây là một điều kỳ lạ, chứng tỏ người rất thiêng, cho dân lập miếu thờ và phong ông là thượng đẳng quốc thần, là thành hoàng của làng Mộ Trạch và được coi là thủy tổ của dòng họ Vũ Võ Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con đồng tộc dòng họ Vũ Võ, thị xã Thuận Thành, những năm qua đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, với tâm thức hướng về cội nguồn tiên tổ, đã hăng hái xây dựng chi họ mình ngày càng phát triển và đi vào nề nếp. Đại hội dòng họ Vũ Võ lần thứ 3 đã cùng nhau đồng tâm nhất trí xây dựng truyền thống dòng họ, định ra phương hướng xây dựng và phát triển dòng họ trong thời gian tới. Cộng đồng họ Vũ Thuận Thành quyết tâm phấn đấu phát huy truyền thống nhân hậu trí tuệ, xây dựng mỗi gia đình, mỗi chi họ trở thành gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa, góp phần xây dựng quê hương Thuận Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội, vừa rồi chúng ta đã được nghe bản báo cáo tổng kết hoạt động của dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024, và phương hướng hoạt động của dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029, để hoàn thiện hơn cho bản báo cáo và phương hướng hoạt động. Ban tổ chức chúng tôi đề nghị các vị đại biểu chúng ta tham gia ý kiến, tham luận, đóng góp để cho bản báo cáo và phương hướng chúng ta được hoàn thiện hơn. Sau đây xin kính mời các vị đại biểu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Huy Quyết, thay mặt cho dòng họ Vũ Võ của thôn Thượng Trì đã đăng ký, và xin kính mời ông lên tham luận. Xin kính mời ông. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các ông bà, cô bác, anh chị em dòng họ Vũ về dự đại hội. Thực hiện sự chỉ đạo thống nhất của Ban chấp hành Hội đồng dòng họ Vũ Võ Bắc Ninh, hôm nay ngày 28 tháng 9 năm 2024, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Hoài Thượng, Hội đồng dòng họ Vũ Võ Thuận Thành đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ Thuận Thành nhiệm kỳ lần thứ 3 2024-2029, nhằm đánh giá tổng kết hoạt động của hội dòng họ trong nhiệm kỳ 2 vừa qua, đồng thời xây dựng phương hướng cho hoạt động của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Thuận Thành nhiệm kỳ 3 2024-2029. Là trưởng một chi họ Vũ Huy Thượng Trì, Hoài Thượng, đã từng tham gia hoạt động trong ban tổ chức Hội đồng dòng họ Vũ Võ Thuận Thành qua hai nhiệm kỳ, nay lại được phát biểu trước đại hội. Lời đầu tiên, tôi xin được gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới các quý khách cùng toàn thể các ông bà, cô bác, anh chị em trong dòng họ Vũ Võ về dự đại hội trọng thể ngày hôm nay. Thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội, qua nghe bản báo cáo đánh giá tổng kết công tác hoạt động của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Thuận Thành nhiệm kỳ lần thứ 2 của ông chủ tịch đoàn đã trình bày trước đại hội, bản thân tôi cũng đồng tình và nhất trí. Riêng tôi nhận thấy kết quả đạt được này mới đạt ở mức độ rất khiêm tốn, chưa được cao. Nguyên nhân do đặc thù riêng của tổ chức Hội đồng dòng họ Vũ Võ ở các cấp, ở các địa phương được tuyên truyền vận động tự nguyện kết nối để tham gia vào tổ chức Hội đồng dòng họ,
về nguồn tài chính để phục vụ cho tổ chức hoạt động được không có được sự cấp phát của cấp trên, mà chỉ còn dựa vào sự đóng góp của các chi họ cũng như sự hảo tâm ủng hộ của các tập thể và các cá nhân của các chi họ trong hội đồng dòng họ. Mặt khác, do sự nhận thức chưa được thấu đáo của một số các thành viên của các chi họ giữa mối tương quan mật thiết giữa tổ chức chi họ của mình với tổ chức hội đồng dòng họ Vũ Võ ở các cấp, nó vẫn còn có những sự phân biệt và phân tách, dẫn đến việc ủng hộ và cùng chung tay xây dựng tổ chức của hội đồng dòng họ chưa được cao. Số lượng các chi họ Vũ Võ của các phường, các thị xã ở Thuận Thành chưa tham gia hết vào hội đồng dòng họ còn rất nhiều địa phương. Qua hai nhiệm chúng ta vẫn thấy là chỉ có 4 đơn vị xã phường của chúng ta tham gia là Mão Điền, Hoài Thượng, Trạm Lộ và Sông Hồ. Để khắc phục vào những mặt còn tồn tại này, tôi đề nghị các ông trưởng các chi họ của các địa phương hãy tuyên truyền và giải thích để các thành viên trong chi họ của mình nhận thức đúng, đầy đủ về tổ chức hội đồng dòng họ, không phân biệt, phân tách để cùng chung tay xây dựng tổ chức hội đồng dòng họ của mình cho cũng như tổ chức hội đồng dòng họ các cấp được vững mạnh, trường tồn để bước đi lên. Đồng thời, tiếp tục và tuyên truyền vận động một số các chi họ Vũ ở các phường xã còn lại để cùng tham gia vào tổ chức dòng họ này được đông hơn, đầy đủ hơn. Để chủ động cho nguồn tài chính cho mọi hoạt động của dòng họ, cũng như để nâng cao tinh thần và trách nhiệm của mỗi thành viên, các chi họ trong phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 3 tới, tôi xin đề xuất nên thu hội phí hàng năm đối với các thành viên của các chi họ. Thế thì báo cáo với lại các đại biểu về dự hôm nay là bất kể các cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nào đều có các hội viên tham gia đều đóng hội phí cả. Đấy, kể cả hội người cao tuổi là người cao tuổi nhất mà cũng vẫn đóng hội phí hàng năm. Mỗi mức thu nó chỉ 24.000 đồng trên một năm của một người. Đấy, mặc dù là các cái đoàn thể đó là cũng được kinh phí của trên cấp phát, thế nhưng mà vẫn thu đều đặn hàng năm như thế. Thế vậy trong cái tổ chức hội đồng dòng họ chúng ta cũng là một tổ chức, nhưng tổ chức chúng ta là tổ chức tự nguyện mà không được sự hỗ trợ tài chính cấp phát của các ngành các cấp cấp trên, cho nên chúng ta phải tự tạo nguồn tài chính của mình. Cho nên để cái khuôn khổ cái tổ chức, cái kỷ luật của trong cái tổ chức dòng họ chúng ta mạnh mẽ thì tôi đề xuất theo cái phương án là nên thu theo cái mức độ cũng như các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội để có một cái nguồn kinh phí chủ động trong tay để tạo điều kiện cho sự hoạt động của hội đồng dòng họ của mình. Thế còn mức thu thì làm sao có lý có tình, tức là tạm chỉ thu rồi. Theo tôi nghĩ là nó chỉ từ 20-30.000 đồng trên một suất trong một năm, đấy, cũng như các cái đoàn thể khác. Thế đồng thời tiếp tục kêu gọi các tập thể và các cá nhân, các doanh nghiệp trong hội đồng dòng họ hãy chung tay ủng hộ. Đấy là cái bước thứ hai, tức là vận động và tuyên truyền các nhà doanh nghiệp, các hảo tâm để ủng hộ chung tay để xây dựng cái quỹ hoạt động của hội đồng dòng họ của chúng ta, làm sao cho nó được mạnh, được nhiều, để làm sao là giúp cho cái công việc là hoạt động của hội đồng dòng họ của mình cho nó được hành thông, mọi việc tổng thành. Đấy là xin đề xuất thế. Thế thì trên đây là những cái nội dung tôi phát biểu ấy. Thế để kết hợp với cái thực tế, cái lời nói mà tôi phát biểu trước đại hội hôm nay và cái chi họ chúng tôi đã làm, thì tôi xin chia sẻ với đại hội như thế này. Thì thứ nhất là ngay cái từ ban đầu để đưa dòng họ mình vào cái tổ chức hoạt động, thì chúng tôi đã xây dựng cái thứ nhất là phải cái quy chế hoạt động nó cụ thể, lấy tinh thần trách nhiệm và cái ý thức tổ chức kỷ luật là then chốt. Bất kể cái tổ chức đoàn thể nào cũng vậy, cái khâu ý thức tổ chức kỷ luật nó là quan trọng. Đấy là nó là cái nền móng để cho cái tổ chức được vững mạnh hay không, là cái khâu đó nó phải được. Thế tức là phải đoàn kết và ý thức tổ chức của mọi người, mỗi thành viên trong ấy là phải chấp hành một cách nó phải nghiêm túc theo một cái quy định của tổ chức. Cái thứ hai nữa là để song song với cái việc với ý thức tổ chức kỷ luật của từng thành viên, từng chi họ, thì lấy cái phương châm là có thực mới vực được đạo. Hãy báo cáo với các đại biểu là chúng ta vẫn thờ nói cái trong khâu trong ngôn là có thực mới vực được đạo, nó là cái chân lý. Thế thì chúng tôi là đã đưa cái tiêu chí xây dựng cái nguồn tài chính quý họ là không xe chốt. Bước đầu là tưởng là phải giao thu cho tới các thành viên trong họ. Thế bước đầu thì thu thì
là thu làm sao cho nó có tí, có lý, có tỉnh như tôi vừa nêu trên, để tất cả mọi người trong dòng họ cùng tham gia, làm sao cho nó được công bằng và song phẳng, để cho tất cả mọi người đều có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng góp theo cái quy định của họ. Mặt khác là chúng tôi đã phát động một phong trào ủng hộ xây dựng quỹ họ với tất cả các thành viên trong họ. Đấy, tức là có hai vế, một là phân bổ về chỉ tiêu nghĩa vụ, hai nữa là phát động với cái lòng hảo tâm ủng hộ của các thành viên trong họ. Đấy, với tất cả với thành viên trong họ ở mọi lúc mọi nơi để thêm cái nguồn kinh phí. Thế thì cụ thể chúng tôi làm như thế thì sau vài năm là chúng tôi sẽ được một khoản quỹ là nó cũng tương đối khá. Đấy. Thế thì chúng tôi có một cái quy định là cứ gần như là theo một cái nhiệm kỳ, cứ độ 5 năm chúng tôi lại tổ chức thu một lần. Đấy, trước đây thì thời gian nó kinh tế nó còn eo hẹp thì chúng tôi là mỗi một năm chúng tôi thu một lần, sau đó thì 2 năm, 3 năm. Thế cho đến bây giờ chúng tôi là 5 năm mới thu một lần. Thế thì thu ở đây thì là báo cáo các đại biểu là thu đây là nó còn thể hiện về cái ý thức và trách nhiệm của mỗi thành viên trong họ đối với lại cái trong cái hoạt động của dòng họ của mình, nó không những là thu để thêm cái phần tài chính, và nó cũng là gắn liền với lại cái về cái ý thức tổ chức của mỗi thành viên. Đấy, nó là một cái vấn đề đó thì tôi vẫn thường xuyên là duy trì theo cái chế độ đó. Thế thì chúng tôi đã có ngay từ ban đầu là lúc nào chúng tôi cũng có, thời xưa là chúng tôi cũng có mấy chục triệu. Thế với tiền đó thì chúng tôi là cho vay lãi rồi lấy tiền để tiêu vặt trong năm. Thế thì đặc biệt nhất là sau khi là chúng tôi làm cái nhà thờ cách đây là 5 năm thì là mọi sự hảo tâm đóng góp, rồi thì các nhà hảo tâm ở trong họ chúng tôi là ủng hộ đóng, tức là ủng hộ, tức là công đức, là có những cá nhân ủng hộ tới 100 triệu, 50 triệu, 30 triệu, 20 triệu, rồi 5-10 triệu là chúng tôi là cái số lượng tương đối nhiều. Thế thì sau khi làm nhà thờ xong là quyết toán thì chi phí tất cả chúng tôi còn thừa hơn 200 triệu. Thế cộng với cái số dư của chúng tôi trước là chúng tôi có hơn 60 triệu, mới là cái số hơn 200 triệu là hiện nay là quỹ vốn quỹ chúng tôi là có 300 triệu để cho vay lãi lấy tiền tiêu vặt. Đấy, báo cáo thế. Thế thì mặc dù là chúng tôi có cái nguồn vốn quỹ như thế nhưng mà vừa rồi ấy, chúng tôi lại vẫn tiếp tục thu cái quỹ của các thành viên trong họ. Tức là mỗi suất chúng tôi chỉ thu có 100 thôi, 100.000 một suất thôi. Thì tất cả mọi thành viên trong họ chúng tôi đều hưởng nhiệt tình thu, nói cái là thu và tất cả mọi người ta đóng may. Thế cũng như đấy, ban đấy là tôi đã nói là thu đây là thu về nó gắn liền với là cái ý thức trách nhiệm của mọi người. Đấy, chứ không phải là vì thiếu tiền mà thu. Thế tiền là cũng có rồi nhưng mà vẫn cứ thu. Chúng tôi vẫn cứ thu. Thu để đây nó gắn liền với cái ý thức và trách nhiệm trong cái tổ chức của dòng họ với mọi thành viên trong dòng họ. Thế thì để chứng minh cho cái sự việc này thì chúng tôi nói cách đây đã mấy năm thì chúng tôi cũng đã nói rồi. Thế kết hợp với hội đồng dòng họ Vũ Võ Thuận Thành, chúng tôi có tổ chức cho toàn thể các thành viên trong họ kết hợp với ban chấp hành hội đồng dòng họ Vũ Võ Thuận Thành tổ chức về cội nguồn nơi sinh ra cái dòng họ Vũ của chúng ta là về mộ Trạch Bình Giang Hải Dương. Thì chúng tôi có tổ chức một chuyến đi là cũng tương đối, và chúng tôi cũng có huy động một số các thành viên trong họ là ủng hộ. Thế thì cũng kêu gọi được sự ủng hộ nhất trí của các thành viên trong họ, chúng tôi ủng hộ được 20 triệu. Thế là cái số tiền đó là để tài trợ cho tất cả các thành viên trong họ tiến hành hương về thăm và cái khu mộ tổ thủy tổ của mình ở làng mộ Trạch Bình Giang Hải Dương, và đi thăm những nơi danh lam thắng cảnh, khu di tích. Đấy là nó cũng làm cái thuận lợi để cho mọi người trong dòng họ của mình biết được cội nguồn và biết được nơi, tức là cội nguồn thủy tổ của dòng họ Vũ Võ của mình, để có cái lòng tự hào đấy của dòng họ chúng ta. Thế đấy là một cái việc. Thế một việc nữa đặc biệt trong cái sự kiện ngày hôm nay là cái sự kiện đại hội long trọng của hội đồng dòng họ Vũ Võ Thuận Thành tổ chức tại địa phương, xã nhà mà chúng tôi là dòng họ sở tại ở địa phương, thì chúng tôi cũng thấy nó là một cái sự kiện trọng đại của dòng họ. Thì ngay cái buổi ban đầu năm là trong ngày nhân cái ngày dỗ tổ của chúng tôi là chúng tôi cũng đã thông báo và quán triệt với từng thành viên trong họ, là xác định được là cái những cái thuận lợi và khó khăn của ban chấp hành hội đồng dòng họ. Thế để tạo cho cái việc tổ chức cho nó thành công tốt đẹp thì chúng tôi là cũng có phát động ủng hộ và quyên góp và quỹ tài chính cho hội đồng dòng họ Vũ Võ Thuận Thành. Đấy là cái mảng riêng. Thế còn cái trong chi họ riêng thì chúng tôi cũng nói rồi, nhưng mà đây là cái chung. Thì sau khi đã phát động ủng hộ trong cái ngày dỗ tổ đó thì chúng tôi là phát động xong cái là thu ngay được 17 thành viên và được 15 triệu đồng ngay cái lúc đó.
Thế và tiếp đó là từ ngày đó cho đến ngày hôm nay mà tổ chức đại hội thì tổng số các thành viên của trong họ chúng tôi là ủng hộ được hơn 30 triệu đồng và trong họ chúng tôi lại trích quỹ thêm là hơn 10 triệu đồng nữa để nâng cái tổng số để tài trợ cho đại hội ngày hôm nay là 45 triệu đồng. Đấy, xin báo cáo với đại hội là đây không phải báo cáo thành tích nhưng mà cũng nói lên để cho tức là mọi người cũng là chia sẻ để cho tất cả các thành viên các dòng họ cũng là biết được. Thế thì cái này thì như nãy tôi đã nói là cái khâu tuyên truyền vận động làm sao để cho mọi người tức là trong dòng họ biết được, tức là dân biết, dân bàn, dân làm. Đấy, tức là mọi người được biết và được chia sẻ những cái thuận lợi có khó khăn rồi để cùng nhau tức là chung tay vào để mà góp sức để làm sao tạo cho cái công việc của tập thể cho nó được thuận lợi, hành thông. Thế thì trên đây là một số các cái việc thực tế mà chị họ chúng tôi làm xin chia sẻ với cùng với đại hội. Thế để chúng thời gian không cho phép, thế cho nên là còn nhiều nội dung quan trọng của đại hội thế triển khai. Thế nên tôi xin được ngừng lời một lần nữa là xin chúc các vị đại biểu khách quý cùng các ông bà cô bác anh chị em trong dòng họ Vũ Võ về dự đại hội có một sức khỏe dồi dào, gia đình an khang thịnh vượng. Chúc đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ thuận thành nhiệm kỳ 3 thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Quốc Đảm, đại diện cho dòng họ Vũ Võ, khu phố Ngọc Nội, phường Trạm Lộ lên biểu kiến. Xin kính mời ông. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho dòng họ Vũ Võ Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu, các huyện, thị xã, tỉnh Bắc Ninh, bà con trong dòng họ Vũ Võ, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, qua được nghe cụ Vũ Đăng Cam thay mặt cho đoàn chủ tịch thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của ban chấp hành dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 3 2024-2029 đã trình bày trước đại hội. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí, đồng ý với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ và những tồn tại phải phát huy và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới 2024-2029. Thay mặt cho đoàn đại biểu họ Vũ Võ, khu phố Ngọc Nội, phường Trạm Lộ, tôi xin được có một số ý kiến trình bày trong đại hội về quá trình xây dựng hoạt động của chi họ Vũ, phường Trạm Lộ như sau. Lời đầu tiên tôi xin được kính chúc đoàn chủ tịch, kính chúc các vị đại biểu, khách quý luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành đạt, hạnh phúc. Chúc cho đại hội dòng họ Vũ Võ, thị xã Thuận Thành thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thực hiện nghị quyết của hội đồng họ Vũ Võ, thị xã Thuận Thành, dòng họ Vũ tại khu phố Ngọc Nội, phường Trạm Lộ hiện nay đã cùng chung sống trên mảnh đất ông cha từ xưa để lại qua nhiều đời. Hiện có 8 chi hộ với gần 300 hộ với trên 1.000 nhân khẩu. Nghề nghiệp từ xưa tới nay cũng chủ yếu làm nghề nông, song hiện nay trong quá trình phát triển đô thị của xã hội cùng sự phát triển của đất nước, dòng họ Vũ Võ đã phát triển mạnh mẽ với nhiều nghề nghiệp mới, phát triển kinh tế cùng địa phương. Các hộ gia đình đều có nền kinh tế tương đối ổn định, cuộc sống được đầy đủ tốt hơn. Cũng chính vì nền kinh tế phát triển được, trong dòng họ Vũ, khu phố Ngọc Nội đã có sự đoàn kết, đồng lòng xây dựng dòng họ được gắn bó, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong các công việc, cuộc sống hàng ngày. Đã thăm hỏi, động viên các thành viên trong dòng họ khi ốm đau, hoạn nạn, đã tổ chức những ngày buổi lễ chúc thọ long trọng cho các cụ về cuối năm. Trong những kỳ qua, họ Vũ đã tôn tạo, tu sửa khu mộ tổ với nguồn kinh phí 100% do toàn thể các thành viên trong họ đóng góp với nguồn kinh phí 70 triệu đồng. Họ đã thành lập một đội tế lễ để phục vụ cho dòng họ và dân làng trong những ngày lễ hội và dỗ chạp. Trong đám hiếu, ban tang lễ của họ đã tổ chức long trọng giúp đỡ các gia đình có
có người mất để ổn định tinh thần và kinh tế cho gia đình. Đội tế của họ đã thực hiện tốt các ngày giỗ chạp, giỗ tổ. Đội tế cũng là một thành viên chính xây dựng, giúp đỡ cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, giúp đỡ các cụ nơi đình làng, nơi tâm linh. Hàng năm đã tổ chức những ngày lễ hội. Trong dòng họ, các chi họ đã xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, động viên các cháu học sinh giỏi đỗ đại học, các trường với nguồn kinh phí trong nhiệm kỳ qua đã tặng và động viên cho các cháu vào 60 triệu đồng vào các trường đỗ đại học. Trong nhiệm kỳ có 300 cháu là học sinh giỏi và đỗ vào các trường đại học cao đẳng. Có được như vậy cũng nhờ có sự đóng góp trong dòng họ, các thành viên gia đình trong dòng họ đã đóng góp ủng hộ cho tập thể, cho dòng họ về vật chất và tinh thần. Tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua, gia đình của Vũ Hùng Luân đã ủng hộ đóng góp với dòng họ, với dân làng, với những nguồn kinh phí rất lớn. Tiêu biểu một số công trình gia đình cụ đã công đức cho khu đình làng mở rộng khuôn viên gần 1.000 mét vuông đất, xây dựng một nhà bia mộ liệt sĩ trên 200 triệu đồng, xây dựng một ngôi nghè khu vực chùa bằng gỗ trị giá trên 1 tỷ. Trong thời gian dịch Covid xảy ra trong 2 năm, anh Vũ Anh Tuấn là thành viên trong gia đình cụ đã ủng hộ hàng tấn gạo, mì tôm và hàng nghìn hộp khẩu trang cho nhân dân địa phương và trong thị xã. Trên đây là một số nội dung mà chi họ Vũ, khu phố Ngọc Đội, phường Tràm Lộ đã thường xuyên tổ chức thực hiện, thường xuyên gắn kết giữa các chi họ thành một mối đoàn kết ngày càng chặt chẽ để thực hiện tốt hơn nữa những nội dung quy định của dòng họ Vũ, thị xã Thuận Thành. Trước khi dừng lời, một lần nữa xin được kính chúc đoàn chủ tịch, chúc các vị đại biểu khách quý luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, đoàn kết. Chúc cho đại hội dòng họ Vũ Võ, thị xã Thuận Thành thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội. Đại hội chúng ta đang tiến hành và hôm nay có ông Vũ Hồng Dương là ủy viên ban chấp hành, ủy viên thường trực ban chấp hành Hội đồng Vũ Võ Việt Nam, trưởng ban truyền thông của Hội đồng Vũ Võ Việt Nam, chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh đã về dự đại hội và xin mời ông lên phát biểu chỉ đạo hội đại hội và xin kính mời ông. Kính thưa ông Vũ Quốc Hội, Phó trưởng ban thi đua khen thưởng Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam. Kính thưa các cụ, các bác, các anh, các chị. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội. Trong không khí vui mừng, phấn khởi chào đón Đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ huyện thị xã Thuận Thành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029. Trước tiên, cho phép tôi thay mặt cho Thường trực Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh xin gửi tới quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Trong những năm vừa qua, hoạt động của dòng họ Vũ Võ huyện Thuận Thành đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết của trong nhiệm kỳ vừa qua đã thể hiện rõ được cái vai trò, cái hoạt động trên các lĩnh vực hoạt động của dòng họ. Tôi cũng rất tâm đắc với ý kiến phát biểu của các cái vị đại biểu tham luận. Thế thì cái nội dung phát biểu tham luận của các bác ấy là trọng tâm về công tác phát triển dòng họ, cái đó là cái rất là quan trọng. Chúng ta đây thì mới có 4 đơn vị xã, tới đây thì công tác tuyên truyền vận động các bà con dòng họ Vũ Võ để làm thế nào
mọi người hiểu rõ được cái ý nghĩa mục đích của cái tổ chức hội đồng dòng họ, hiểu rõ được cái mục đích ý nghĩa của cái lịch sử dòng họ Vũ Võ Việt Nam, để cho bà con chúng ta tự nguyện tham gia cái tổ chức của chúng ta. Thế còn về kinh phí thì tất nhiên thì không riêng gì hội đồng dòng họ thị xã Thuận Thành, mà kể cả tỉnh Bắc Ninh thì kinh phí thực sự cũng là rất khó khăn. Các bác đã cố gắng vận động tài trợ để tổ chức đại hội như này thì đó là một điều rất là trân trọng. Ngoài cái việc các cái hội viên, họ viên đóng góp thì chúng ta có thể là vận động của các nhà hảo tâm tài trợ, đấy, những cái hoạt động tài trợ kêu gọi nếu có, để cho cái hoạt động của mình, cái kinh phí của mình nó phong phú hơn. Thế và các bác cũng nói cái điều mà tôi cũng rất tâm đắc là cái hoạt động dòng họ của chúng ta là một tổ chức xã hội tự nguyện trên cơ sở của huyết thống. Thế thì chúng ta cố gắng, tất nhiên là bác đại biểu tham luận cũng nói tôi rất thấy là rất hay, dù là một tổ chức tự nguyện chúng ta cũng phải có những cái kỷ cương, đấy, có cái nguyên tắc dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ đấy. Nhưng có một điều chúng ta phải tự suy nghĩ với nhau về mặt nhận thức. Chúng ta là một tổ chức tự nguyện đấy, thì chúng ta phải hiểu đừng, cũng có những nơi đấy, có những cái tổ chức ấy là họ nhầm lẫn về mặt nhận thức ấy, là có nhầm lẫn giữa cái quan hệ xã hội với quan hệ dòng họ. Thì báo cáo các bác là quan hệ xã hội thì nó quản lý xã hội thì khi là còn dễ hơn mình, có hệ thống chính trị đấy, mà làm lãnh đạo không khó đâu, nó có cái hệ thống chính trị nó theo cái chức năng chuyên môn là anh giúp cho kẻ làm chủ tịch tỉnh cũng không có gì là khó cả. Đồng chí Vũ Viết Đắc nguyên là phó văn phòng của tỉnh Bắc Ninh đấy. Đồng chí trước là nguyên là phó chủ tịch hội đồng dòng họ cứ nói là làm lãnh đạo không khó đấy, như quản lý đất nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, mọi người chúng ta đều bình đẳng thượng tôn pháp luật. Nếu mà anh vi phạm thì báo cáo công chí là không ngoại lệ, không có ngoại lệ, không có vùng cấm cả ủy viên Bộ Chính trị. Nếu mà anh vi phạm pháp luật thì anh sẽ vô lò. Thế nhưng mà quan hệ dòng họ chúng ta nó khác đấy. Quan hệ dòng họ là quan hệ huyết thống, quan hệ tình cảm, không có ông bố nào là muốn con bắt con đi tù là không có, không có người mẹ nào hoặc là người chồng vợ nào để muốn người chồng đi tù là không có đấy. Có khi là đều nói vui đây là còn có khi còn che, nếu mà vi phạm là còn che giấu tội phạm đấy. Giả sử chẳng may em con cháu mình nó vi phạm pháp luật mà nó đi cải tạo về thì cả dòng họ mình giang rộng cánh tay chào đón đấy, đón cháu để về mình cưu mang đùm bọc giúp đỡ nó trở thành những người tốt có ích cho xã hội đấy. Cho nên là cái dòng họ nó khác. Cho nên xin thưa các bác là tới này ban chấp hành dòng họ chúng ta cũng phải có một quan điểm đổi mới sáng tạo, nhưng trên tinh thần là hết sức là tự nguyện, đồng thuận, không hành chính hóa đấy, không áp đặt đấy. Theo dòng họ mình thì Bắc Trung nguyên là phó chủ tịch, nguyên chủ tịch tỉnh, chủ tịch dự nói với tôi đấy, các cậu xuống dưới đừng có cấp trên cấp dưới gì cả đấy. Các cậu là ban liên lạc đấy, kết nối bà con dòng họ với nhau đấy. Không được nặng nề với vấn đề hành chính cấp trên cấp dưới, không áp đặt đấy. Nếu áp đặt dòng họ là hỏng đấy. Nhưng mà tôi nhất trí một điều rằng ở một tổ chức nào chăng nữa thì chúng ta cũng phải có cái nguyên tắc hoạt động, phải có kỷ cương. Thế kỷ cương đó thì trên cái cơ sở là cái quy chế hoạt động, mình đề ra quy chế này cẩm nang để cho tất cả mọi người chúng ta đều tuân thủ cái đó để chúng ta cùng thực hiện, thì nó trở thành một cái sức mạnh tập thể được đấy, sức mạnh được. Thì trong những năm vừa qua thì cái hội đồng dòng họ Vũ Võ của thị xã Thuận Thành vẫn duy trì tốt công tác thi đua khen thưởng khuyến học khuyến tài, tổ chức mừng thọ các cụ cao tuổi, một số hoạt động hướng về nguồn cội. Các chi họ đã củng cố nâng cấp xây dựng từ đường, nhà thờ, lăng mộ tri ân thờ cúng tổ tiên. Công tác phát triển dòng họ thì cũng đã kết nối được bà con dòng họ tự nguyện tham gia tổ chức dòng họ với cái ý tinh thần và ý thức trách nhiệm cao, tạo được cái niềm tin phấn khởi, tin tưởng vào tổ chức và các hoạt động của dòng họ. Thế tới đây thì báo cáo đồng chí là như là ý kiến phát biểu tham luận ấy, chúng ta phải thành lập cái ban phát triển dòng họ. Chúng ta phải đi vận động, tuyên truyền vận động. Tôi nghĩ trước là cái thời gian trước các bậc tiền bối của mình như cụ Tuệ, cụ Chính ấy, không có điều kiện như bây giờ đâu. Đi xe đạp đến từng nơi, mà có những cái tỉnh miền núi xin nói bác còn gùi gạo đi qua suối để vận động bà con dòng họ gặp nhau sướng lắm.
bảo anh em họ gì của tôi, họ Vũ, họ Võ, thế là cứ ôm nhau rất tình cảm. Đấy, cho nên là chúng ta tới này cái đó phải cần phải chú trọng công tác phát triển của họ để ta làm thế nào lan tỏa rộng rãi ra trong trong phạm vi toàn thị xã. Thì báo cáo bác là cái đại hội của Bắc Ninh thì nó cơ bản là thành công tốt đẹp. Đấy, được đón tiếp các vị đại biểu khách của hội đồng dòng họ Vũ Võ gần 50 tỉnh thành, dòng họ trong nước và nước ngoài. Đây báo cáo của các bác là thế tới đây thì báo cáo các bác là ngày mùng 2 tháng 10 tháng 11 thì hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam sẽ tổ chức đại hội dòng họ lần thứ 9 nhiệm kỳ 2024-2029 tại thủ đô Hà Nội. Thì báo cáo các bác là đại hội của dòng họ Vũ Võ Việt Nam thì cũng dự kiến đội khoảng chừng độ 1.000 đại biểu, cũng đang vận động tài trợ chi phí thì các anh dự kiến khoảng độ 2 tỷ. Đại hội dòng họ Vũ Võ Việt Nam dự kiến độ 2 tỷ. Thì hiện nay tôi thấy thông báo trên cái Zalo của ban thường vụ thì cũng đã vận động được trên 1 tỷ rồi. Cũng kêu gọi các cái mạnh thường quân rồi là hội đồng dòng họ Vũ Võ các địa phương đấy tham gia đóng góp ủng hộ đại hội. Thế thì báo cáo các bác là Bắc Ninh thì chúng ta cũng không phải là cái tỉnh mà nó khó khăn lắm, về nếu nói về tiềm năng đóng góp vào ngân sách cho xã hội thì rất lớn. Đấy. Kính thưa đại hội, vừa qua đại hội ta được nghe ý kiến chỉ đạo chúc mừng đại hội, ghi nhận thành tích của đại hội của ông Vũ Hồng Dương, chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội xin được cảm ơn ý kiến chỉ đạo của ông và sẽ triển khai phấn đấu theo sự chỉ đạo của chủ tịch hội đồng Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh. Xin được kính chúc ông và toàn thể gia đình mạnh khỏe, an khang và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Để tiếp theo chương trình đại hội, kính thưa đại hội, để thực hiện đúng nguyên tắc và quy trình bầu ban chấp hành dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành và bầu ra ban thường trực hội đồng Vũ Võ thị xã Thuận Thành lần thứ 3 nhiệm kỳ 2024-2029, thường trực ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 đã họp và giới thiệu nhân sự và để trình đại hội ngày hôm nay gồm các đại biểu như sau: ban chấp hành dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 23 đại biểu có danh sách kèm theo, và ban thường trực của hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành nhiệm kỳ 3-2024-2029 gồm 11 đại biểu có danh sách kèm theo. Trong ban thường trực sẽ bầu chủ tịch, phó chủ tịch. Tôi xin đọc cái danh sách ban thường trực và ban chấp hành, sau người ta sẽ xin ý kiến đại hội. Danh sách bầu vào ban chấp hành hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành nhiệm kỳ 2024-2029. Một là ông Vũ Đăng Lực với chức danh phó chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2024, địa chỉ xã Mau Điền, thị xã Thuận Thành. Hai là ông Vũ Đăng Mai, phó chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2024, địa chỉ xã Mau Điền, thị xã Thuận Thành. Ba là ông Vũ Huy Quyết, phó chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2024, địa chỉ thôn Thượng Trì, xã Hoài Thượng. 4 là ông Vũ Viết Yên, phó chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2024, địa chỉ phường Trạm Lộ. 5 là ông Vũ Đăng Đàm, ủy viên ban chấp hành hội đồng dòng họ Vũ Võ nhiệm kỳ 2019-2024, quê quán xã Mão Điền, thị xã Thuận Thành. 6 là ông Vũ Viết Cộng, trưởng họ, ủy viên ban chấp hành hội đồng dòng họ Vũ Võ nhiệm kỳ 2, quê quán khu phố Ngọc Lội, phường Trạm Lộ. 7 là ông Vũ Viết Sự, ủy viên ban chấp hành
nhiệm kỳ 2019-2024, quê quán phố khu phố Ngọc Nội, phường Trạm Lộ. 8 là ông Vũ Viết Kiên, ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024, phường Trạm Lộ, khu phố Ngọc Nội. 9 là ông Vũ Khắc Sướng, ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024, địa chỉ khu phố Ngọc Nội, phường Trạm Lộ. 10 là ông Vũ Việt Nam, ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024, địa chỉ khu phố Ngọc Nội, phường Trạm Lộ. 11 ông Vũ Khắc Đảng, ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024, địa chỉ khu phố Ngọc Nội, phường Trạm Lộ. 12 ông Vũ Đăng Bính, ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024, địa chỉ xã Mô Điền, thị xã Thuận Thành. 13 ông Vũ Viết Hoan, đại biểu đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, địa chỉ khu phố Ngọc Nội, phường Trạm Lộ. 14 ông Vũ Văn Sáu, ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024, địa chỉ thôn Đại Mão, xã Hoài Thượng. 15 ông Vũ Kim Lập, trưởng họ, đại biểu đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, địa chỉ khu phố Đạo Tú, phường Song Hồ. 16 ông Vũ Đăng Nhì, ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024, địa chỉ khu phố Đông Khê Đạo Tú, phường Song Hồ. 17 ông Vũ Quang Tư, đại diện chi họ Vũ Quang, đại biểu đại hội nhiệm kỳ 3-2024-2029, quê quán xã Mao Điền, thị xã Thuận Thành. 18 ông Vũ Huy Hạnh, đại biểu đại hội chi họ Vũ Huy, đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, địa chỉ thôn Thượng Trì, xã Hoài Thượng. 19 ông Vũ Huy Tràng, đại biểu đại hội chi họ thuộc chi họ Vũ Huy, thôn Thượng Trì, xã Hoài Thượng. 20 ông Vũ Kim Khôi, đại biểu đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, địa chỉ khu phố Đạo Tú, phường Song Hồ. 21 ông Vũ Kim Toàn, đại biểu đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, địa chỉ khu phố Đạo Tú, phường Song Hồ. 22 ông Vũ Huy Giáp, đại biểu đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, địa chỉ thôn Đại Mão, xã Hoài Thượng. 23 ông Vũ Đăng Thuyên, đại biểu đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, địa chỉ xã Song Hồ, phường Song Hồ. Đó là danh sách 23 đại biểu thuộc ủy viên ban chấp hành hội đồng dòng họ Vũ Võ nhiệm kỳ 2024-2029. Và danh sách tiếp theo là ban thường trực của hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành nhiệm kỳ 2024-2029. 1 là ông Vũ Đăng Lực, 2 là ông Vũ Đăng Mai, 3 là ông Vũ Huy Quyết, 4 là ông Vũ Viết Hoan, 5 là ông Vũ Viết Yên, 6 là ông Vũ Đăng Nhì, 7 là ông Vũ Văn Sáu, 8 là ông Vũ Quang Tư, 9 là ông Vũ Đăng Bính, 10 là ông Vũ Kim Lập, 11 là ông Vũ Viết Cộng. Đó là danh sách ban thường trực của dòng họ của hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành nhiệm kỳ 2024-2029. Trong danh sách của cái ban thường trực thì có danh sách của chủ tịch và phó chủ tịch, tôi xin đọc luôn. 1 là chủ tịch là ông Vũ Đăng Lực, 2 phó chủ tịch là ông Vũ Đăng Mai, phó chủ tịch Vũ Huy Quyết, phó chủ tịch Vũ Viết Hoan, phó chủ tịch Vũ Viết Yên. Vũ Viết Yên là phó chủ tịch thường trực. Đó là danh sách của ban thường trực và chủ tịch, phó chủ tịch của nhiệm kỳ 2024-2029. Sau đây xin ý kiến đại hội, ta nhất trí hay không có ý kiến gì khác thì ta xin đại hội ta cho biểu quyết, ta nhất trí trong danh sách vừa mới đọc trên, ta cho biểu quyết. Và mời các đại biểu, nếu ai không nhất trí vài ý kiến khác cho biểu quyết. Không có.
Sau đây, đại hội đại biểu chúng ta đã nhất trí 100% bầu Ban chấp hành Hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành nhiệm kỳ 2024-2029 và Ban thường trực của Hội đồng Vũ Võ thị xã Thuận Thành nhiệm kỳ 2024-2029 và các chủ tịch, phó chủ tịch của nhiệm kỳ 2024-2029. Sau đây xin mời Ban chấp hành Hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành nhiệm kỳ 2024-2029 ta lên bục ra mắt. Kính thưa các quý vị quý khách, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội, tôi được sự phân công của các ông trong Ban chấp hành dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành nhiệm kỳ 2024-2029 thay mặt anh em vừa được đại hội tín nhiệm bầu cử vào Ban chấp hành khóa 3 nhiệm kỳ 2024 nhiệm kỳ 2029. Lời đầu tiên xin được kính chúc các quý vị khách quý, các quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, an khang, trường thọ, gia đình hạnh phúc và thành đạt, luôn thắm tình đồng tộc. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa đại hội, Ban chấp hành dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành lần thứ 3 nhiệm kỳ 2024-2029, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghị quyết của đại hội ngày hôm nay giao cho luôn luôn đoàn kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển dòng họ ngày càng tốt đẹp. Cuối cùng, xin chúc đại hội thành công tốt đẹp và gửi tới tất cả các quý vị khách quý, các quý vị đại biểu, các gia đình dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh luôn mạnh khỏe, trường thọ, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Để tiếp theo chương trình đại hội chúng ta, tôi đề nghị đại hội là suy tôn cái ban cố vấn của Hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành. Sau đây tôi xin thông qua cái danh sách của cái ban cố vấn để đại hội ta suy tôn. Một là ông Vũ Đăng Cam, hai là ông Vũ Hồng Luân, ba là ông Vũ Quang Nguyện. Là ba đại biểu này là trong ban chấp hành của hai nhiệm kỳ trước, nay vì cái tuổi cao xin nghỉ tham gia ban chấp hành. Thế đề nghị đại hội chúng ta suy tôn ba ông trong ban cố vấn của Hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành. Đại hội ta nhất trí không ạ? Xin mời ba ông lên bục danh dự. Và sau đây xin mời ông Vũ Hồng Dương lên tặng quà cho ba ông cố vấn thay mặt Hội đồng dòng họ của tỉnh Bắc Ninh. Xin mời ông Nguyện, ông Luân và ông Cam ra đầu. Kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội, tại hội nghị thường trực Ban chấp hành Hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành đề nghị của Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh xét theo điều 20 quy ước dòng họ Vũ Võ Việt Nam khen thưởng cho tập thể và cá nhân hình thức là bằng vũ tộc tinh hoa và bằng khen của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam nay tặng thưởng cho các tập thể và danh sách. Để thực hiện chương trình khen thưởng, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội xin mời ông Vũ Quốc Hội, phó trưởng ban thi đua khen thưởng Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam lên duy trì công tác khen thưởng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ cao niên, thưa bà con đồng tộc từ mọi miền tổ quốc về dự đại hội.
Thay mặt Ban thi đua khen thưởng khuyến học khuyến tài, Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, tôi xin công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam. Ghi nhận những thành tích và công lao to lớn của các tập thể và cá nhân thuộc dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam đã quyết định tặng bằng Vũ Tộc Tinh Hoa cho các tập thể và cá nhân thuộc Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh. Xin mời Hội đồng gia tộc chi họ Vũ Huy thôn Thượng Trì lên bục danh dự để nghe công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam số 02 QĐKT HDGH 2024 Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 2024 quyết định về việc tặng bằng Vũ Tộc Tinh Hoa cho tập thể và thuộc Hội đồng dòng họ tỉnh Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam căn cứ điều 20 quy ước dòng họ Vũ Võ Việt Nam về công tác khen thưởng, xét đề nghị của Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh và Ban thi đua khen thưởng khuyến học khuyến tài Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam quyết định điều 1 tặng bằng Vũ Tộc Tinh Hoa phần thưởng cao quý nhất của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam cho tập thể thuộc Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh đã có công đóng góp làm vẻ vang dòng họ Vũ Võ Việt Nam có danh sách kèm theo. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh, Ban thi đua khen thưởng khuyến học khuyến tài Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, các tập thể có tên trên điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Hồng Dương, Ủy viên Thường trực Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh lên trao phần thưởng. Xin chúc mừng và xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Hồng Dương. Danh sách tập thể được tặng bằng Vũ Tộc Tinh Hoa, danh sách cá nhân thuộc tổng cộng 1. Ông Vũ Đăng Lực, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dòng họ Vũ Võ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 2. Ông Vũ Đăng Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 3. Ông Vũ Quang Nguyện, Ủy viên Ban chấp hành dòng họ Vũ Võ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 4. Ông Vũ Khắc Sướng, Ủy viên Ban chấp hành dòng họ Vũ Võ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 5. Ông Vũ Viết Sự, Ủy viên Ban chấp hành dòng họ Vũ Võ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Xin mời các ông lên trên bục danh dự để nhận. Xin kính mời ông Vũ Hồng Dương. Xin chào cho các cá nhân. Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Hồng Dương. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời chi họ Vũ Khắc, khu phố Ngọc Nội, phường Trạm Lộ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh lên
Mục danh dự để nghe công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam số 03/QĐ-KT-HĐ-GH-2024 Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 2024 quyết định về việc tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam căn cứ điều 20 quy ước dòng họ Vũ Võ Việt Nam về công tác thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh và Ban thi đua khen thưởng khuyến học khuyến tài Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam quyết định điều 1 tặng bằng khen của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam cho tập thể thuộc Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh đã có công đóng góp làm vẻ vang dòng họ Vũ Võ Việt Nam có danh sách kèm theo. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh, Ban thi đua khen thưởng khuyến học khuyến tài Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, các tập thể và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch Giáo sư tiến sĩ khoa học nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang. Sau đây tôi xin trân trọng và giới thiệu kính mời ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch, Trưởng ban thi đua khen thưởng khuyến học khuyến tài dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh, Đại tá Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Thường, Phó Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh lên trao phần thưởng. Bất tận hai góc sông bất tận. Vâng, xin nhận đều như vậy. Chúc mừng. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông Vũ Ngọc Oánh và Vũ Văn Thường. Phần nghi thức khen thưởng của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình của đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, xin cảm ơn các đơn vị tài trợ, cá nhân, chính quyền địa phương. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa Đại hội dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029 tại hội trường Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành. Thay mặt ban tổ chức đại hội, đoàn chủ tịch đại hội xin được cảm ơn các ông bà lãnh đạo Đảng ủy, các ông bà trong ban lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hoài Thượng, các ông bà trong ban trang trí hội trường, thông tin truyền thông, ban lãnh đạo thôn xóm, nhân dân xã Hoài Thượng đã dành sự ưu ái về dự đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành và cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đại hội thành công. Xin được kính chúc các đại biểu chính quyền địa phương xã Hoài Thượng luôn mạnh khỏe, trường thọ, gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn thư ký lên thông qua biên bản đại hội. Xin mời ông đại. Qua một buổi sáng, đại hội dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành đã thành công tốt đẹp. Sau đây thay mặt cho đoàn thư ký, tôi xin thông qua biên bản đại hội. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, biên bản đại hội dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029. Kính thưa đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành, thực hiện nghị quyết của đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, hôm nay ngày 28 tháng 9 năm 2024, hồi 8 giờ tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Hoài Thượng, Hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành tổ chức long trọng đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm đánh giá kiểm điểm nhiệm kỳ 2 và phương hướng cho nhiệm kỳ 3 và bầu đoàn ban chấp hành dòng họ Vũ
tỉnh ra. Về đại hội được tổ chức các vị khách quý cùng đại diện bà con đồng hồ, đồng tộc, họ Vũ Võ trong thị xã về sự đông đủ về nội dung của đại hội. Đại hội đã có ban chủ tịch gồm 5 ông để duy trì đại hội. 1 ông Vũ Đăng Cang, 2 ông Vũ Đăng Lực, 3 ông Vũ Tuyên Thiên, 4 ông Vũ Quý Quyết, 5 ông Vũ Viên Hoan. Ban thư ký gồm 1 ông Vũ Văn Sáu, 2 ông Văn Hải. Hội nghị đã nghe ông Vũ Tuyên Thiên thay mặt đoàn chủ tịch đọc lời khai mạc hội nghị và nội dung báo cáo kết quả hoạt động của ban chấp hành đảng bộ Vũ Võ nhiệm kỳ 2 năm 2019. Nhiệm kỳ 2 năm 2019 và 2024 và phương hướng hoạt động của ban chấp hành nhiệm kỳ 3 năm 2024-2029. Về phần tham gia đóng góp của các đại biểu về dự đại hội, về các nội dung kết nối dòng họ còn chưa được sâu rộng trong toàn thể thị xã, vẫn còn nhiều các dòng họ chưa tham gia về nguồn kinh phí để hoạt động. Trong ban chấp hành và các dòng họ chủ yếu là dựa trên các đóng góp của các thành viên và các nhà hảo tâm đóng góp tự nguyện. Một số tấm gương thành viên tiêu biểu trong dòng họ đã ủng hộ xây dựng dòng họ và khá hội. Về xây dựng tổ chức hoạt động của các dòng họ về mọi mặt, về thăm hỏi ốm đau, việc đan ma hiếu ý, về việc gây quỹ để xây dựng các nhà thờ của các dòng họ và quỹ khuyến học khuyến tài trong các dòng họ đã phát triển. Về ý kiến chỉ đạo của ông Vũ Hồng Dương, chủ tịch dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh, cơ bản là bà con trong dòng họ là chúng ta không áp đặt, không hành chính hóa về tổng tộc, không có kỷ cương quy chế để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của hội đồng dòng họ Vũ Võ. Tập trung vận động và tổ chức liên kết các dòng họ trong địa bàn để phát triển rộng rãi dòng họ. Tiếp theo, ông Vũ Đăng Lực thay mặt cho ban chấp hành, thay mặt cho đoàn chủ tịch đã có ý kiến cảm ơn sự đóng góp của các đại biểu và cảm ơn ý kiến chỉ đạo của ông Vũ Hồng Dương trong đại hội. Tiếp theo, đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2024-2029 gồm 23 ông bà có danh sách kèm theo và ban thường trực gồm 11 ông bà có danh sách kèm theo. Về chủ tịch ban là ông Vũ Đăng Lực, phó chủ tịch là ông Vũ Đăng Mai, ông Vũ Huy Tuyết và ông Vũ Thiên Hoan, ông Vũ Liên. Trên đây là toàn bộ diễn biến nội dung của đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành. Kính thưa toàn thể đại hội, thay mặt cho ban thư ký, chúng tôi đã ghi chép và thông qua biên bản với tất cả đại hội chúng ta được nghe. Cuối cùng, xin kính chúc toàn thể các đại biểu về dự đại hội mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị khách quý, kính thưa đại hội. Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần cởi mở, sôi nổi, trách nhiệm cao, đại hội đại biểu hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Thuận Thành đã tích cực làm việc và hoàn thành tốt các nội dung trình đề ra. 1. Thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2 năm 2019 năm 2024. 2. Thảo luận phương hướng nhiệm vụ và những nội dung cụ thể mà đại hội đã đề ra nhiệm kỳ 3 năm 2024-2029. 3. Những ý kiến phát biểu và chỉ đạo đại hội của các vị lãnh đạo hội đồng dòng họ Vũ Võ cấp trên. Đại hội qua đây là một trong những nội dung chỉ đạo xuyên suốt trong việc lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của dòng họ trong thời gian tới nhiệm kỳ 2024-2029. Đặc biệt
đại biểu và các chi hội của mình tuyên truyền kết quả của đại hội đến từng thành viên trong dòng họ, tạo dựng tinh thần lạc quan phấn khởi, kết nối dòng họ, xây dựng dòng họ và địa phương mình ngày càng đổi mới và phát triển. Đại hội thành công hôm nay cũng có một phần lớn sự có mặt của lãnh đạo dòng họ cấp trên, các đại biểu, các huyện, thị xã, các vị lãnh đạo, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã Hòa Thượng đã tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để chúng tôi tổ chức thành công đại hội. Một lần nữa thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội đại biểu dòng họ Phú Võ thị xã Thuận Thành nhiệm kỳ 3 năm 2024 năm 2029. Kính chúc các đại biểu, chúc các vị khách quý luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Chương trình đại hội đại biểu dòng họ Phú Võ thị xã Thuận Thành lần thứ 3 nhiệm kỳ 2024-2029 đến đây xin được khép lại. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và kính mời quý vị đứng dậy làm lễ chào cờ. Nghiêng chào cờ chào.